Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Chính Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ ba ngày 13 tháng 9. Tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Ca Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Đến nay chúng ta giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát kinh tế phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng. Nếu không có gì biến động lớn thì tăng trưởng kinh tế quý 3 sẽ cao hơn quý 2. Chúng ta đã hình thành quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, tiến hành ngoại giao vaccine thành công, thực hiện chiến dịch tiêm vaccine toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận trên 11,4 triệu ca mắc, có 10,3 triệu người khỏi bệnh, chiếm 90,2% và trên 43.000 ca tử vong. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại, trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng. Trong 7 ngày qua, từ mùng 5 đến 11 tháng 9 cả nước đã ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được 258,7 triệu liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt sấp xỉ 100%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 77%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 55,2% cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới 28%, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 85,8%, cơ bản hoàn thành tiêm theo chỉ đạo của chính phủ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định trong thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến khó lường trên thế giới, Thủ tướng đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai các kịch bản phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác tiếp tục quán triệt mục tiêu lấy sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết trước hết phòng ngừa dịch bệnh từ sớm từ xa ngay từ cơ sở đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để tiêm chủng vaccine đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả bám sát tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, đảm bảo thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống dịch COVID-19 nói riêng. Giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị, giả soát những vướng mắc trong việc đấu thầu mua sắm thuốc để tháo gỡ, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, không vì các vướng mắc do thủ tục hành chính, thiếu tinh thần trách nhiệm mà để thiếu thuốc và sinh phẩm y tế kéo dài. Sáng 13 tháng 9, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Ca Bằng lần thứ 9 năm 2022 đã tổng duyệt các nội dung trong kịch bản lễ khai mạc đại hội. Dự chỉ đạo buổi tổng duyệt có đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội. Hơn 1.200 thành viên các đoàn khối tham gia diễu hành biểu dương lực lượng đã có mặt để tập luyện các nghi thức theo nội dung kịch bản. Tham gia diễu hành biểu dương lực lượng lần này có 29 khối, trong đó 13 khối là đoàn vận động viên thuộc các huyện, thành phố, các ngành và 16 khối là khối nghi thức và khối đoàn thể. Tại buổi tổng duyệt, các nghi thức của lễ khai mạc như diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc, thắp đuốc truyền thống diễn ra theo đúng kịch bản. Trước đó, kế hoạch tổ chức đại hội, kịch bản điều hành lễ khai mạc đại hội đã được triển khai đến các huyện, thành phố, sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Buổi tổng duyệt là bước chuẩn bị tổ chức buổi lễ khai mạc đại hội. Lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh Ca Bằng lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2022. Tham dự đại hội có gần 1.000 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh, tranh tài 100 bộ huy chương trong 15 môn thi đấu. Đồn biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội biên phòng Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với đối tượng Nông Văn Quý, sinh năm 1995, trú tại xóm Lũng Phác, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Trước đó vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, tại xóm Lũng Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, đồn biên phòng Đàm Thủy chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nông Văn Quý, sinh năm 1995, trú tại xóm Lũng Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ 2,65 gam heroin. Hiện đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ điều tra để bàn giao đối tượng tăng vật Hồ sơ vụ án cho công an huyện Trùng Khánh thụ lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức Y tế thế giới đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch Covid-19 và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch Covid-19 trở nên phức tạp, gia tăng trở lại. Biến thể Omicron đang chiếm ưu thế so với các biến thể khác, trong đó đã ghi nhận các biến thể phụ như BA.4, BA.5 mới nhất là các biến thể dòng phụ thế hệ thứ hai của biến thể Omicron như BA.2.74, BA.2.75, BA.2.76, các biến thể phụ có khả năng lây lan nhanh hơn so với biến thể gốc và có thể làm gia tăng số ca mắc mới trở lại. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp gia tăng trở lại. Biến thể Omicron đang chiếm ưu thế so với các biến thể khác, trong đó đã ghi nhận các biến thể phụ như BA.4, BA.5, mới nhất là các biến thể dòng phụ thế hệ 2 của biến thể Omicron như BA.2.74, BA.2.75, BA.2.76. Các biến thể phụ có khả năng lây lan nhanh hơn so với biến thể gốc và có thể làm gia tăng số ca mắc trở lại trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng, nhất là các biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc. Trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày. Ngày 7 tháng 9 ghi nhận 3.878 ca, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành các văn bản yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và yêu cầu thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu kiểm soát dịch, không để bùng phát trở lại, đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và nhân lực y tế phục vụ công tác phòng chống dịch tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, kịp thời cập nhật bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế sáng 13 tháng 9 thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 chủ trì phiên họp thứ 17 của ban chỉ đạo trong phát biểu mở đầu đánh giá về công tác phòng chống dịch sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định việt nam đã xác định vaccine có tính chất quyết định trong phòng chống dịch nên đã thực hiện chiến lược vaccine với ba nội hàm xây dựng quỹ vaccine thực hiện chiến dịch ngoại giao vaccine và chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, thực hiện phòng chống dịch với 3 trụ cột là xét nghiệm, cách ly, điều trị, công thức 5K cộng vaccine, thuốc cộng công nghệ, cộng ý thức của người dân và các biện pháp khác. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, trong khi một số nơi, một số người có tâm lý chủ quan lơ là việc tiêm vaccine chậm lại. Do đó, Thủ tướng đề nghị tại phiên họp này, các thành viên ban chỉ đạo các bộ ngành địa phương phân tích, mổ xẻ nguyên nhân và có giải pháp để khắc phục. Thủ tướng nhận định tốc độ tiêm vaccine phòng chống dịch đến nay chưa đạt mục tiêu theo tinh thần của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đề nghị làm rõ việc tại sao việc tiêm vaccine lại chậm, trong khi đây là vũ khí quan trọng nhất trong chống dịch. Yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm, nhất là cho các cháu học sinh theo mục tiêu của Ban Chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp xem xét việc mua thuốc vướng mắc chỗ nào để có giải pháp tháo gỡ, đề nghị ứng dụng công nghệ để việc đấu thầu, đấu giá thuốc được công khai minh bạch. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc tổ chức đấu thầu linh hoạt trong hình thức đấu thầu tập trung hoặc phải phân cấp để việc mua sắm thuốc phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân được thuận lợi hơn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank cùng chung nhận định kinh tế Việt Nam đang hồi phục rất tốt. Đại diện IMF nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt rất nhiều rủi ro về lạm phát, khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam đang phục hồi rất tốt việc gỡ bỏ các hạn chế liên quan tới COVID-19, các nỗ lực bao phủ vaccine, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, dẫn tới sự phục hồi của các lĩnh vực như du lịch, Cụ thể, IMF khẳng định Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á và khu vực ASEAN mà chúng tôi tăng dự báo tăng trưởng. Năm 2023, giảm dự báo xuống còn 6,7% do mức tăng cao của năm 2022, nhưng vẫn là mức rất cao so với các khu vực khác và so với các nước khác, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á. Cùng chung nhận định trên, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam World Bank cũng đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi rất nhanh chóng và rất ấn tượng đại diện imf cũng cho rằng ngân hàng nhà nước cần tiếp tục xử lý vấn đề nợ xấu các rủi ro tiềm tàng tăng trưởng tín dụng ở việt nam đang tăng khá nhanh và gdp tăng rất cao Ngân hàng nhà nước cần tăng cường hệ thống ngân hàng để phát triển thị trường vốn. Trong khi đó, đại diện World Bank nhấn mạnh vấn đề đảm bảo vững chắc sự tăng cường của nền tài chính quốc gia và cần phải xử lý nợ xấu, nợ quá hạn của nền kinh tế để tất cả những ngân hàng đều phải tuân thủ đối với việc xử lý nợ xấu. Đại diện World Bank cũng cho rằng cần một chính sách tài khóa hợp lý để có thể xử lý những khoản đầu tư công và những khoản đầu tư công này phải phát huy một cách hiệu quả hơn. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy, bệnh nhân COVID-19 nặng đang gia tăng, trong khi biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca cá mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và 4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi rất thấp, chậm trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng, nhất là biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc. Nhất là trong 7 ngày qua, từ mùng 5 tháng 9 đến 11 tháng 9, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày. Ngày mùng 7 tháng 9 ghi nhận 3.878 ca mắc, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại dịch bệnh COVID-19 được dự báo vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới trong thời gian tới. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương chỉ đạo đôn đốc hỗ trợ tuyến dưới đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả. Hà Nội đang lên kế hoạch để thực hiện lộ trình chuyển đổi từ xe buýt dùng động cơ xăng dầu sang 100% xe buýt điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo quyết định số 876 phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm thải phát khí carbon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải trong lĩnh vực giao thông đô thị, từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh là đơn vị được giao tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng xe buýt điện năng lượng xanh trên địa bàn. Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, hiện nay đơn vị này đang vận hành 83 tuyến buýt đấu thầu và một tuyến buýt. BRT đặt hàng với tổng số phương tiện gần 1.100 xe. Xét theo công bố của một số nhà sản xuất, pin của xe buýt điện có thể chạy từ 250 đến 300 km trên một lần sạc. Các tuyến xe buýt điện đang thí điểm tại Hà Nội hiện nay có tổng quãng đường chạy là 230 đến 240 km trên một xe trên một ngày. Do vậy, dự kiến tổng số phương tiện đủ điều kiện đưa vào lộ trình xem xét chuyển sang xe buýt điện từ năm 2025 là 225 xe, chiếm 21,3% đoàn phương tiện hiện có của tổng công ty. Để có thể đưa các tuyến này chuyển sang xe buýt điện và việc đầu tư thay thế phù hợp lộ trình đầu tư thay thế chuyển sang xe buýt điện tại chương trình hành động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khi đấu thầu lại các tuyến này, hồ sơ mời thầu và hợp đồng cần bao gồm cả định mức, đơn giá cho cả chủng loại xe buýt diesel và xe buýt điện và cho phép xe thay thế buýt diesel bằng xe buýt điện khi xe buýt diesel hết 10 năm khai thác theo quy định về khấu hao của thành phố. Chuyển sang tin quốc tế, Cơ quan Giám sát Dược phẩm của Liên minh châu Âu EU hôm qua đã phê duyệt một loại vaccine đặc biệt nhằm vào các biến thể phụ mới và có khả năng lây nhiễm cao của Omicron loại vaccine mới được gọi là lưỡng trị do Pfizer-BioNTech sản xuất nhằm vào các biến thể phụ BA.4 và BA.5 rất dễ lây nhiễm. Đây là loại vaccine lưỡng trị đầu tiên được chấp thuận trong EU. Vaccine mới dành cho những người trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều cơ bản phòng COVID-19 và được phát triển từ vaccine Comirnaty của Pfizer. Các quốc gia châu Âu rất muốn gấp rút thông qua các loại vaccine thế hệ mới để khởi động chiến dịch tiêm phòng tăng cường trước nguy cơ xảy ra làn sóng dịch COVID-19 mới vào cuối năm nay. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.